Thúy Phương xin mến chào quý khán thính giả thân thương. Rất vui được gặp quý vị thường xuyên với chương trình Talk Show với luật sư Đỗ Đình Phúc. Xin kính chào luật sư và xin luật sư gửi lời chào đến thính giả. Tôi, Đỗ Đình Phúc, xin kính chào quý thính giả của đài SCT và chào Thúy Phương. Kính chào luật sư ạ. Trước khi vào chương trình, Thúy Phượng cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư. Cảm ơn luật sư đã thường xuyên chia sẻ những chương trình kiến thức luật pháp rất là hữu ích cho mọi người. Và năm mới cũng sắp đến rồi luật sư. Thì ngoài những chương trình luật sư đã chia sẻ về di chú, luật hình v.v. thì Thúy Phượng nghĩ rằng năm mới mình thường nghĩ đến những cái tài chánh. Vậy thì luật sư có cái kiến thức gì chia sẻ về vấn đề tài chính trong năm mới không ạ? Đây là theo cái thường lệ mà tôi chia sẻ khán giả trên đài radio mỗi ngày ở trên San Jose đó. Thì cứ cuối năm tôi chia sẻ khán giả về những cái phương pháp nâng cao cái đời sống của mình. Nó bao gồm từ gia đình cho đến vấn đề tài chánh và cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Câu hỏi đặt ra làm sao đó mình có thể nâng cao cái năng suất làm việc của mình. Tôi xin kể khán giả câu chuyện như vậy. Tôi tốt nghiệp luật, tốt nghiệp cái so với cái tuổi thì nó hơi sớm, 27 tuổi thì tôi học xong. Song song đó tôi học thêm cái chương trình cao học hành chánh nữa. Mà cái thời đó là cao học hành chánh nó không có giống như là nó rộng rãi phổ biến như bây giờ, khó khăn lắm mới vô học cái trường cao học hành chánh. Mình cứ nghĩ rằng là mình học ra rồi là kiến thức của mình đầy đủ. Thì thông thường đó, ngày xưa đó khi mình những người có học và có bằng cao học hành chánh thì đã làm phó giám đốc cho ngân hàng. Ở Việt Nam đó, có bằng cao học hành chánh là phải làm phó tỉnh trưởng. Nhưng mà bây giờ thì cao học hành chánh đầy đó. Người ta muốn phổ biến về kiến thức về cao học hành chánh, cho nên nó không còn khó khăn giống như ngày xưa. Khi tôi ra trường đó thì tôi nghĩ rằng kiến thức mình đầy đủ rồi. Mình có nghề chuyên môn nè, rồi kiến thức về tổ chức. Thì tôi mở văn phòng. Mở văn phòng, không phải một văn phòng mà gần 4 văn phòng. Từ San Jose đến Oakland, lên San Francisco, tới Sacramento. Không biết bao nhiêu người nhân viên làm việc. Tôi làm việc từ sáng đến 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Công việc làm không xuể. Mà gặp biết bao nhiêu khó khăn. Nhiều khi đơn từ gửi cho tòa mình là quên, tòa phạt lên phạt xuống, hâm đầu này hâm đầu nọ. Thì lúc đó tôi mới hoảng hốt, tại sao mình không có thể áp dụng cái kiến thức khi mình học trong trường cao học hành chánh với trong đời sống công việc làm của mình được. Có một người bạn giới thiệu tôi một cuốn sách. Cuốn sách tựa đề là 7 thói quen của người thành công của ông Steve Covey. Thì tôi đọc cuốn sách đó thì mình mới thấy được là cái sơ sót của mình lớn nhất là mình không biết sử dụng thời gian của mình cho nó chính xác. Cái thời gian của mình đó, mình cứ quan niệm cái thời gian mình theo cái đường thẳng. Giống như Thế Phượng nghĩ cái buổi sáng mình làm gì, buổi chiều mình làm gì, cứ mỗi ngày mình liệt kê công việc làm của mình. Rồi có nhiều khi mình làm không hết, rồi để ngày mai nó dồn lại. Rồi song song đó những cái chuyện mà không nên làm thì mình làm, chuyện nên làm không thì làm. Mình không nên làm. Trong cuốn sách 7 thói quen người thành công đó, thì Steve Covey, ông đưa ra một trong cái điểm đó, ông đưa ra rằng là có người thành công là họ phải biết tổ chức thời gian của họ, mà tổ chức thời gian của họ không phải là theo đường thẳng, mà theo mặt phẳng. Mặt phẳng đây có nghĩa là sao? Nó phải phối hợp. Cái thời gian đó nó phải phối hợp với cái việc lớn, việc nhỏ. Thì mình cứ tưởng tượng cái thời gian đó, nó là một mặt phẳng, mình chia ra 4 ô. Công việc nó quan trọng và không quan trọng. Công việc là mình phải cần làm và mình không cần làm. Rồi mỗi ô đó, nó là một cái điểm việc quan trọng hay là cái việc cần phải làm. Mình tránh đi những chuyện mà nó không quan trọng và nó không phải cần làm. Mình làm những cái chuyện mà nó quan trọng và nó cần phải làm. Thì đó là cái điểm chính của ổng thôi trong vấn đề tổ chức thời gian. Tuy nhiên khi mà tôi biết áp dụng
cái biết áp dụng vào cái tổ chức thời gian theo mặt phẳng đó, thì công việc làm nó nâng cao năng suất làm việc hơn. Giấy tờ tòa mình bớt bị kim thảo, tòa gửi về cho trễ giờ là như vậy, là bị phạt lên phạt xuống. Và ngay cả mình có thời gian cho chính bản thân mình. Từ đó về sau đó thì tôi hứa với chính mình mà hai điểm. Điểm thứ nhất đó là mỗi tuần đọc một cuốn sách mà nó liên quan đến về tổ chức công ăn việc làm, tổ chức thời gian, có nghĩa là những phương pháp mà nâng cao năng suất làm việc của mình. Và cứ như vậy cứ 54 tuần gì đó, thì 54 tuần là tôi đọc 54 cuốn sách, ngoài những cuốn sách khác mình phải đọc. Rồi thứ hai đó là cứ hàng năm từ ngày mà tôi nói chuyện trên đài đó, tôi chia sẻ với giả về những kiến thức mà tôi thâu thập được ngoài vấn đề luật, là về tổ chức thời gian của mình theo phương pháp khoa học. Tôi xin kể với giả một cái câu chuyện là cái anh này, anh là CPA, anh chở con đi học hàng ngày. Có một ngày tình cờ anh nghe tôi trò chuyện về những cuốn sách đấy, thì anh bắt đầu, anh mua cuốn sách đầu tiên là 7 thói quen người thành công. Anh đọc và anh áp dụng cuốn sách đó để dạy dỗ con cái. Cách đây khoảng 10 năm về trước, anh có gọi điện thoại cho tôi trong lúc tôi đang chuyện trên đài. Anh nói là trong cuộc đời của anh chưa có cuốn sách nào mà nó có giá trị hơn cuốn sách mà tôi giới thiệu, là 7 thói quen của người thành công đó. Nó chẳng những thay đổi bản thân ảnh mà nó thay đổi, nó tạo ra cái phương pháp, cái hoàn cảnh để dạy dỗ con cái. Thì trở lại cái điểm là cái kiến thức trong trường học đó, nó là những nguyên tắc, nhưng mà nếu mà để nâng cao trong đời sống hàng ngày của mình đó, thì mình phải đọc thêm về những cuốn sách mà giống như 7 thói quen người thành công nè, những người triệu phú lăn cặn nè, Think and Grow Rich của Napoleon Hill nè, rồi Emotional Intelligence nè. Và lần lượt đó, nếu có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với giả nhiều về những cuốn sách đó. 7 cái thói quen mà luật sư mới nêu lên đó, thì trong 7 thói quen đó, cái thói quen nào mà luật sư cảm thấy là đắc tâm đắc ý nhất đối với luật sư? Hiện giờ đó là một cái thói quen mà tôi phải cố gắng là thực hiện, đó là thói quen thứ 7. Thói quen thứ 7 là gì? Là mình làm hết những chuyện gì mình phải làm trong tuần đó, thì mình nên có ngày Chủ nhật để riêng bản thân mình, để mình tịnh tâm, mình chung vui với người thân của mình. Đó là một, có nhiều khi mình nghĩ cái thói quen đó nó không quan trọng, nhưng mà tôi thấy rằng đó, nhất là càng làm việc nhiều đó, thì tôi chưa thấy có một cái thói quen nào đó mà quan trọng nhất đó là mình phải nghỉ ngơi vào Chủ nhật để cho mình có sức để làm việc, chiến đấu cho tuần tới. Vâng. Rất cảm ơn luật sư chia sẻ cho những kiến thức vừa rồi về 7 thói quen để mà thành công. Tuyết Phượng cũng đồng ý với luật sư là cái thói quen mà cần thiết nhất là phải có cái giờ phút cho mình nghỉ ngơi, luật sư, thì đầu óc mình mới tỉnh táo để mà chuẩn bị cho những ngày tới nó tốt đẹp hơn. Thời giờ đã hết rồi. Rất cảm ơn luật sư đã chia sẻ về những kiến thức vừa rồi. Xin kính chào tạm biệt quý vị, và xin luật sư gửi lời chào đến thính giả. Bây giờ thì đã hết giờ rồi. Hy vọng rằng đó, quý thính giả có thể theo phần trò chuyện của tôi trên YouTube đó. Tôi sẽ chia sẻ với giả nhiều những cuốn sách rất là hay mà tôi đã đọc qua trong suốt 18 năm. Mỗi ngày, mỗi cuốn. Tôi xin lỗi, mỗi tuần, mỗi cuốn như vậy. Và trong suốt 18 năm. Xin cảm ơn luật sư. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. We'll be right back.